Xin kính chào anh em nha. Đến đây nhớ nhìn thấy một con máy cày, nó nhỏ nhỏ xinh xinh đang cày ruộng anh em ơi. Anh cũng muốn ghi hình cho anh em mình xem ha. Con này chắc con mấy ngàn nè, còn mấy ngàn nè anh em ơi, chắc 3 ngàn 4 ngàn rồi đó. Mà cày chắc kho 3 ngàn chắc không chịu nổi đâu. Nên mình nhớ nghĩ con này có thể là 4 ngàn ha, để nhả lại gần gần đó. Rồi con mấy cày loại nào. Nuôn họ gọi qua dọc bờ luôn hả? Ôi nó đánh dọc biên luôn. Rồi dòng qua đây luôn, dữ thần không? Đó, qua đây luôn, kho 4 ngàn anh em ơi. Con này là 55 HP ha, 4 ngàn là 55 HP. Trời ơi má ơi, chạy dưới đây. Dữ ha, một cầu mà dám chơi cái đất này luôn hả? Quá dữ, một cầu nha anh em, chơi cái đất này luôn, cũng chịu chơi quá ha. Khung cảnh máy cày Tây Ninh, cày đất trồng mì lại anh em ơi, cày đất trồng mì lại nè. Rồi, cảm ơn anh em nhiều nha, chúc anh em khỏe nha.